Xin chào các bác ạ. Thì hôm nay là xưởng đồng Đông Sơn của bên em vừa mới hoàn thiện xong một cái mẫu tranh chống đồng dát vàng. Thì nên là em quay và giới thiệu đến cho các bác xem cái mẫu tranh này bên em vừa mới hoàn thiện xong. Thì em đang quay trong hình cho các bác xem đó chính là cái mẫu có kích thước là 90x90 khổ vuông và mặt trống thì là đường kính là 60. Và khung gỗ sẽ là khung gỗ hương đỏ nha các bác nha. Đây, em quay gần hơn cho các bác xem này. Đấy. Mặt trống thì sẽ làm bằng chất liệu đồng vàng, dát vàng nha các bác nha. Và toàn bộ những cái họa tiết ở bên trên đây sẽ là được bằng thúc bằng tay thủ công, thúc nổi lên. Đấy. Và khung gỗ thì là gỗ hương đỏ đây này. Các bác có thể nhìn thấy được là những cái đường vân gỗ bên em đang còn giữ nguyên lại. Chỉ sơn một lớp PU bóng mờ thôi. Nên là các bác có thể nhìn thấy rất là rõ được những cái vân gỗ. Và bên ngoài thì sẽ là đục triện hoa văn như thế này. Đây này. Đây sẽ là khung gỗ nha các bác nha. Khung gỗ hương đỏ rất là chắc chắn luôn. Và ngoài kích thước 90 này ra thì các bác cũng có thể làm kích thước to hơn. Như là kích thước 1m15 này, 1m2 hoặc là lên 1m40 sẽ tùy thuộc vào không gian của nhà mình. Đấy, nên là cái bức tranh này nó có thể làm được linh động được nhiều kích thước và cũng sẽ thay đổi được nhiều loại gỗ như các bác muốn làm. Hoặc là thay đổi sang gỗ gõ này, gỗ gụ hoặc là gỗ hương đá thì đều được. Hoặc không thì mình có thể làm những cái sang cái gỗ phổ thông hơn như là gỗ sồi Nga đấy ạ. Và như các bác cũng biết rồi thì tranh trống thì nó sẽ tượng trưng cho quyền lực này, những sự uy quyền của người lãnh đạo. Đấy, nên là bác nào mà mình cảm thấy cái bức tranh này nó phù hợp với mình này, hoặc là cũng như cái thẩm mỹ của không gian nhà mình thì các bác có thể đặt hàng cái bức này. Và ngoài ra thì bức tranh trống thì khi mà treo trong nhà hoặc là trong phòng làm việc thì nó sẽ giúp chúng ta thu hút được tài lộc này, vượng khí, đem được đến những may mắn cho gia chủ và nhất là trong công việc sẽ làm cho công việc của chúng ta thuận lợi và thăng tiến trong sự nghiệp. Đấy, nên là bác nào mà mình đang quan tâm đến cái bức tranh này hoặc là về tranh trống thì các bác hãy để lại dưới phần bình luận số điện thoại, em sẽ gọi điện và tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể alo vào hotline của em, đó là 0706 733 666, để được em tư vấn và đặt hàng nhanh nhất ạ. Và ngoài ra thì cái bức này thì em đã có để ở dưới. Phần ở dưới sẽ có link của bên em, đó chính là xưởng đồng Đông Sơn .vn. Thì các bác có thể truy cập vào link website để xem cái sản phẩm này. Em đã để giá và thông số rất là chi tiết rồi đấy ạ. Cảm ơn các bác đã xem hết video này của em.